Kính thưa các Phật tử, tôi vừa trình bày rất bao quát về cận tử nghiệp, về cái chết, về hộ niệm và sự tái sinh. Sau đây là phần vấn đáp tự do. Quý vị có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì mà quý vị quan tâm để chúng ta cùng đào sâu. Và kính mời chú mặc áo xanh. Chú để micro vào á cho nó rõ chút. Theo cái câu hỏi này thì thầy và các thầy cũng đã giảng quá nhiều trên YouTube và chỉ nhìn thầy cái nào cái viên mà thôi, cái hỏi mà thôi. Nhưng mà hôm nay có nhân viên thầy về đây thì trực tiếp được gặp các thầy và cũng có câu hỏi như sau. Cũng trong vòng vài năm về đây có một anh nọ, anh cũng quý vị được về năm rồi, sau đó anh mất và có mời sư phụ qua đấy để tụng những gì đó, rồi thầy đó đến để tụng và sau cùng thầy đó nói rằng ô anh ấy đã giả xong rồi. Thì vấn đề này nó như thế nào, xin thầy dùng giải thích cho biết. Còn vấn đề thứ hai là cũng vấn đề hộ niệm. Thì nhìn trên YouTube mới biết cũng có nhiều thầy, chứ không phải là cũng có, cũng nói rằng nhờ hậu thiệt nên cái người đó được diễn ra. Xin thầy giải thích rõ luôn. Xin cảm ơn thầy. Về ngữ nghĩa đó, giảng có nghĩa là đi, sinh đó là tái sanh, giảng sanh là đi tái sanh thôi. Và cái đó nó đồng nghĩa với sự tái sinh. Như vậy sau khi chết như đã nói, theo Đức Phật là tái sanh liền lập tức. Còn nói theo các tổ Trung Quốc và Tây Tạng thì tái sanh nó diễn ra trong vòng 49 ngày. Cho nên một vị nào đó nói rằng là người chết đó đã giảng sanh rồi đó, thì chúng ta cũng nên hiểu nó là rất bình thường. Giảng sanh rồi gọi là đi tái sanh rồi. Mà tái sanh rồi đó có nghĩa là chết không có mất hẳn, chết tiếp tục tiếp nó sự sống ở kiếp sau thôi. Trong ngôn ngữ của Tịnh Độ Tông á, giảng sanh được hiểu là sanh về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Một số người đã dựa vào học thuyết của các nhà sư Trung Hoa cho rằng là có một số dấu hiệu để biết rằng đây là điềm lành tái sanh về Tây Phương. Các dấu hiệu đó bao gồm như sau. Thứ nhất là dùng nóng á, tồn ở tại trán và ở đỉnh đầu thì tái sanh về cảnh giới lành, bao gồm chư thiên hay là thế giới của Phật. Còn các cái dùng nóng tụ lại ở những chỗ khác như là ở ngực á, thì sẽ sanh làm người, ở bụng á, thì tái sanh làm ngạ quỷ, ở chân á, thì tái sanh làm súc sinh, ở lòng bàn chân thì tái sanh làm địa ngục. Đây là học thuyết hoàn toàn mê tín, không có gì là chân lý và trái lại với Phật học, trái với khoa học, trái với nhân quả. Và nó gây ra nỗi sợ hãi cho rất nhiều gia đình. Ví dụ có một người suốt cả một đời là Phật tử thuần thành, đóng góp cho chùa rất nhiều các Phật sự, do một cái bệnh lý ở trong cơ thể, cho nên sau khi chết cái hơi ấm nó tụ lại ở cái vùng bao tử chẳng hạn, chẳng lẽ nó là sanh làm ngạ quỷ, vô lý. Nhân như thế nào thì quả tái sanh phải tương thích như thế đó, chứ không thể dựa vào hơi ấm được. Không có kinh nào nói điều đó, chỉ có một số nhà sư Trung Quốc truyền bá mê tín nói như thế thôi. Dấu hiệu hai, mùi thơm và gương mặt hồng hào. Một số nhà sư Trung Quốc mê tín cho rằng đó khi chết gương mặt tái mét, nhờ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, sau một vài tiếng gương mặt bắt đầu trở nên hồng hào trở lại, rồi cơ thể của đó tỏ ra mùi thơm, thì đó là dấu hiệu giảng sanh về Tây Phương. Cái này là phản khoa học và phi Phật học, không có kinh nào nói như thế hết. Cơ thể của con người thì có tiến trình rã đông,
do tiếp xúc và bị oxy hóa. Cũng giống như trong một cái tủ lạnh á, quý vị lấy một cái vật gì đó bị đông đặc, đưa ra ngoài không khí thì nó sẽ bị rã ra. Thì cơ thể của con người tùy theo điều kiện thời tiết và khí hậu, có khi tiến trình rã đông đó xảy ra trong vòng 5 tiếng, có khi trong vòng 8 tiếng, có khi 10 tiếng. Một số người khi còn sống, do điều kiện sức khỏe của họ, mỗi khi mà họ gọi là vui hay là buồn giận thì gương mặt của họ hoặc là hồng hào trở nên, hoặc là tái mét. Thì những người khi còn sống á, có những cái cảm xúc đó mà trở nên hồng hào, thì khi chết á, thì cái tiến trình oxy hóa cũng làm cho gương mặt của họ nó trở nên là tươi mát hơn bình thường. Điều đó không có gì là dấu hiệu của giảng sanh về Tây Phương hết á, vì nó không có cơ sở về nhân quả. Có rất nhiều người đó là bị những cái chứng bệnh gan, khi còn sống gương mặt của họ cũng xanh mét, sau khi chết đó lại càng tái mét hơn. Những cái chứng bệnh như là đường ruột thường làm cho đàn da ngày càng tái mét hơn nữa. Cũng không vì thế mà nói rằng người đó tái sanh vào các cảnh giới xấu, vì hoàn toàn là phi nhân quả. Mùi hương nó tỏ ra từ 84.000 lỗ chân lông của con người. Có khi có người là không có mùi hôi, có người đó khi còn sống vẫn có mùi thơm mà mình rất để ý đến, nhưng khi chết đó, mình ngồi kế bên họ, quan tâm đến họ, để ý đến họ đó, chúng ta mới cảm nhận mùi hương tỏ ra cơ thể nhanh hơn thôi. Lúc đó nếu mà nghe mùi thơm đó, thì cái đó là cũng là chuyện bình thường thôi, đâu có gì là dấu hiệu của giảng sanh Tây Phương. Còn những người bị sơ gan cổ trướng, bị bao tử, bị thận, bị đường ruột, hoặc là những người bị hôi nách á, thì sau khi chết là cái mùi xú quế nó tỏ ra nồng đặc hơn. Không vì thế mà chúng ta nói người đó tái sanh vào cảnh giới địa ngục hay ngạ quỷ được. Nói chung, học thuyết về thoại tướng, tức là tướng điềm lành, không là dữ liệu để đánh giá người đó tái sanh cảnh giới lành hay là tái sanh cảnh giới xấu. Huống hồ là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thường được gọi tắt là gì? Giảng sanh. Do đó, bất kỳ một ban hộ niệm nào, và là tu sĩ hay là cư sĩ, mà qua một cái buổi hộ niệm hay là vài buổi hộ niệm mà nói rằng người chết đã giảng sanh Tây Phương rằng, thì chúng ta nên biết những lời tuyên bố đó là không phù hợp với sự thật. Ngoại trừ người đó có khả năng chứng đắc được một trong ba tự giác lớn, đó là thiên nhãn minh, thấy rõ tiến trình tái sanh của con người và động vật ở trong tương lai. Thường á, các bậc A-la-hán trở lên mới chứng được ba tự giác này. Còn các tăng ni và Phật tử đều là những người phàm, thì việc mà tuyên bố rằng người A, người B, người C chết tái sanh Tây Phương hay là tái sanh thế giới nào đó là những tuyên bố không có sự thật, không kiểm chứng được, và dựa vào những dấu hiệu mê tín đó mà đánh giá lại càng sai nữa. Trong kinh đó, khi người thân của cư sĩ Cấp Vô Độc hỏi Đức Phật là ông cư sĩ Cấp Vô Độc chết sanh về cảnh giới nào, Đức Phật trả lời gồm có hai ý. Ý một, này các đệ tử, suốt cả một kiếp người, cư sĩ Cấp Vô Độc làm việc thiện và giúp cho nhiều người biết được đạo Phật, cho nên chắc chắn ông ấy phải tái sanh về cảnh giới thiện. Vì làm quá nhiều các Phật sự và thiện sự, cho nên ông ấy tái sanh về cõi trời 33, tức là làm con người ở các hành tinh khác để hưởng quả phúc báo mà con người ở quả địa cầu này không thể hưởng được. Thì tôi nói hơi mạnh dạn như thế thì có thể dẫn đến một số cái khó chịu ở người nghe, vì mình đã từng nghe chỗ này nói chỗ kia nói rằng những cảnh giới vãng sanh Tây Phương nó tương ứng với là mùi thơm, rồi gương mặt hồng hào, ánh sáng tỏ ra từ cái căn nhà, và thêm một số cái điểm lành khác. Thực tế cái này là do một số nhà sư Trung Quốc dựng lên, còn không có Đức Phật nào, không có bài kinh nào nói như thế.
Chúng ta là người tu học Phật thì phải dựa vào Đức Phật, chứ không thể dựa vào những người không phải Phật. Cho nên lỡ mà cơ thể của người thân mình chết, cái màu nó xám xịt hơn do bệnh lý, rồi cái mùi xú uế nó tỏ ra từ cơ thể do bệnh lý, thì quý vị cũng đừng vì thế mà buồn, vì nó không nói đến cái cảnh giới tái sanh xấu gì hết á. Cũng tương tự, có một số người hơi ấm nó vô tình đậu lại ở từ cái vùng bụng cho đến vùng chân, cũng không là dấu hiệu của tái sanh các cái giới thấp gì hết á. Tổng thể nghiệp của người đó trong suốt quá trình sống sẽ quyết định cảnh giới tái sanh, như tôi đã trình bày ở trong bài giảng. Do đó là người tu học Phật, quý vị nên dựa vào kinh Phật thay vì dựa vào lời nói khích lệ phương tiện của một số vị tăng ni. Các vị tăng ni người ta được người ta nói phương tiện, nó làm cho mình hài lòng an tâm, để mình hoan hỷ, mình quên đi cái nỗi đau sanh ly tử biệt khi vẫy tay chào cái chết của người thân. Chứ điều đó không có nghĩa là tuyên bố sự thật. Thì ngày nay có một số thầy đó, người ta cũng làm băng video trước khi chết, ta quay phim, sau khi chết nhờ hội địa ta quay phim gương mặt hồng hào, cái ta nói rằng là người chết đó đã được giảng sinh, làm như thế họ còn hơn Đức Phật đó. Phật còn không dám thọ ký như thế, mà chỉ vài tiếng đồng hồ niệm Phật mà được giảng sinh, cái này đó là không khả tính được, mà rất nguy hại. Điều đó nó dẫn đến cái tình trạng nhiều Phật tử lười biếng Phật pháp, không đến chùa tu học, không làm Phật sự, không làm thiện sự, cuối đời trước khi chết đó, chỉ cần đó là mời các thầy đến hộ niệm, mời ban hộ niệm tụng ngày này qua tháng kia, rồi như thế tin rằng là được giảng sanh. Cái đó là sai lầm lớn. Cho nên đó, chúng ta cần phải trở thành Phật tử thường hành, có một quá trình tu học Phật, và mỗi tuần tối thiểu phải có một ngày đến chùa tu học. Thì bằng cái tiến trình thiện lành đó, sau khi chết quý vị không cần phải nhờ ai đánh giá là mình tái sanh ở đâu, tự mình biết rất rõ bằng nghiệp lành này tôi sẽ tái sanh tối thiểu là làm kiếp người ở trong một gia đình là Phật tử, để tiếp tục hưởng phước, gây dựng phước, tu tập đạo đức thiền định và trí tuệ như những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Dạ, mời mời cô mặc áo nâu. Về phương diện trị liệu tâm lý đó, khóa lễ cầu an bằng đọc kinh, bằng sám pháp, bằng niệm Phật là có tác dụng thật, với điều kiện là người bệnh phải trực tiếp nghe được, cảm nhận được, thấu hiểu được, thì cái lệ lạc đó sẽ làm cho họ đó là giảm đi những cái đau nhức và mệt mỏi trên cơ thể, và có thể góp phần làm thiên giảm, vì nhờ nghi thức đó đó họ tăng thêm cái hệ thống miễn nhiễm lên. Trong trường hợp đó, người bị bệnh đang nằm ở bệnh viện mà bệnh viện thì không cho phép tiến hành các cái nghi thức tôn giáo, thì khi người thân ở nhà hoặc ở chùa làm lễ đó, quý vị nên truyền trực tiếp qua cái iPhone hay smartphone hoặc iPad, và để cho người bệnh trực tiếp nhìn thấy và cảm nhận được, thì cái tác dụng trị liệu đó cũng gần tương đương như là người đó trực tiếp nghe cái khóa lễ mà tăng ni và Phật tử đang tiến hành vì mình thông qua sự yêu cầu của một người thân. Thời Đức Phật đó, khi cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh nặng và hấp hối, cư sĩ đã nhờ người nhà đến thỉnh Đức Phật hộ niệm. Nhưng rất tiếc lúc đó Đức Phật đang thuyết giảng,
Ngài biệt phái hai tôn giả Xá Lợi Phất và Ananda đến để tư vấn. Hai vị tôn giả đã lập lại bài kinh Vô Ngã để nhắc nhở cư sĩ Công Tô Độc đọc: thân thể này, cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, cho nên những nỗi đau trên thân á không phải là tôi đau. Nhờ đó đó giúp cho cư sĩ giảm đau được một phần, mặc dù lúc đó hoàn toàn không có thuốc gây mê và thuốc gây tê. Cư sĩ Không Có Đọc thực tập và cảm động xa nước mắt và thỉnh nguyện rằng là xin Thế Tôn thông qua hai tôn giả hãy truyền bá bài kinh này rộng rãi để cư sĩ tại gia chúng con đó được là hưởng được cái minh triết của bài kinh này. Hai vị tôn giả trả lời có lẽ là cư sĩ bận nhiều việc thiện sự quá, cho nên cái thời điểm mà Đức Thế Tôn giảng bài kinh này cư sĩ không có mặt. Chứ thực ra bài này đó Thế Tôn á thường là sử dụng cho những người đang bị bệnh và hấp hối để giúp cho người đó thực tập gọi là không bám nỗi đau trên thân, nỗi khổ trên tâm bằng thực tập vô ngã để vượt qua một cách dễ dàng. Là tu sĩ đó thì các tăng ni có hàng trăm lần thậm chí là hàng ngàn lần hộ niệm cầu an cho những người già và bị bệnh, thậm chí người trẻ bị bệnh, tác dụng tâm lý diễn ra rất tốt. Cho nên á, khi người thân chúng ta lâm vào hoàn cảnh đó, quý vị nên nhờ các tăng ni đến hộ niệm cho. Còn nếu nhà quá xa không thể thỉnh được mời tăng ni, quý vị có thể mở một nghi thức sám pháp lên và yêu cầu người bệnh đó là trực tiếp nghe, là cảm nhận theo những cái lời kinh, thì lúc đó đó sự tập trung đó sẽ làm cho người bệnh quên đi cái nỗi đau và thuyên giảm được một phần nào. Nhờ đó tâm trở nên lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, và do vậy cũng trị liệu và giảm đau được một phần nhất định nào đó. Về cầu siêu, cái giá trị tốt nhất là vừa mới tắt thở. Nội dung của cầu siêu thường nhắc nhở hai thứ: vô thường và vô ngã. Về vô thường, năm tháng ngày giờ khai tử, người đó đã không còn là một thành viên trên quả địa cầu này nữa. Người đó phải ghi nhận rằng là mình đã chết rồi. Vô ngã sẽ giúp cho người đó không chấp thi thể này, gia tài, sự nghiệp, con cháu, người thân, động sản, bất động sản là sở hữu của họ nữa. Từ giờ đó họ mới rũ bỏ nhẹ nhàng mà tái sanh được nhanh chóng. Cho nên tác dụng của khóa lễ cầu siêu làm càng sớm chừng nào thì tốt chừng đó, chứ đừng để quá chậm. Ở miền Bắc á, có thói quen là cúng dường trai tăng hồi hướng cầu siêu vào tuần thất thứ năm. Ở miền Nam Việt Nam đó là cúng dường trai tăng cầu siêu diễn ra vào tuần thất thứ bảy. Tôi khuyên quý vị đó nên làm việc đó vào ngày trước là động quan hoặc là quả thiêu. Ở Thái Lan người ta làm tập tục này rất hay. Ví dụ thứ hai là ngày động quan, thì chiều tối chủ nhật á, người thân của người chết mời toàn bộ thân bằng quyến thuộc và làng xóm đến, tất cả được ngồi ở trên ghế, họ ăn mặc một bộ đồ câm lê màu đen, họ thỉnh mời các nhà sư đến tụng kinh và thuyết giảng. Sau đó đó gia quyến mời bạn bè cùng phát tâm cúng dường trai tăng để hồng phước, hồi hướng công đức đó cho người chết. Đó là một cái tập tục rất hay. Như vậy là trong cái lễ đó là tu sĩ sẽ có một bài thuyết giảng trung bình nửa tiếng để nhắc nhở về vô thường, vô ngã, tái sinh, để hướng dẫn những việc cần làm để tránh nỗi sợ hãi, chấp trước, lo lắng, căng thẳng, vân vân. Cho nên đó tác dụng của lễ cầu siêu là hỗ trợ cho người đó là tái sanh nhanh chóng chứ không bị quyến luyến và dướng kẹt. Theo Phật giáo Đại thừa đó, cái thời gian tái sanh trễ nhất là 49 ngày. Thì như vậy chúng ta cứ tiếp tục vào 7 tuần thất đến chùa làm lễ cầu siêu. Ở nhà nếu mỗi ngày quý vị rảnh làm lễ cầu siêu cho người chết trong vòng 49 ngày càng tốt.
Sau 49 ngày quý vị hãy an tâm đừng lo lắng nữa. Tuy nhiên đến ngày giỗ hàng năm, vì cái văn hóa Việt Nam là tốt, cho nên đạo Phật khích lệ và cho phép chúng ta vẫn tiếp tục cúng giỗ. Cúng giỗ không phải là cúng cho người đó ăn, mà là để nhắc lại những đóng góp to lớn của người đó cho gia tộc, cho đất nước, để cho con cháu uống nước nhớ nguồn, để làm tròn cái đạo lý hiếu thảo. Thì lúc đó đó, lễ cầu siêu chỉ mang tính cách tượng trưng thôi. Cái người chết đã tái sinh rồi, thì sau một năm là họ tái sinh rồi, nhưng chúng ta vẫn phải cúng. Nhờ cái tập tục này đó, con cháu sinh ra trong gia đình đó, từ thế hệ này sang thế hệ kia đó, biết ơn ông bà cha mẹ và tổ tiên. Cho nên đó, lễ lạc đó, giá trị đó là rất lớn cho kẻ còn lẫn người mất. Nói tóm lại, mặc dầu thời Đức Phật á, kinh vô ngã tướng được sử dụng chung cho cầu an lẫn cầu siêu, bây giờ thì chúng ta chia ra kinh á, Di Đà, Địa Tạng, Du Lan cho cầu siêu, kinh á, Dược Sư, Phổ Môn cho cầu an, có khác nhau về kinh, và cái tác dụng trị liệu vẫn diễn ra cho cả hai đối tượng già, bệnh và chết. Cho nên là Phật tử quý vị nên tiếp tục làm những việc này, và nhờ các thầy có kinh nghiệm hướng dẫn tư vấn để giúp cho mình đạt được các mục đích. Nhưng mà đang lúc làm, quý vị đừng có sợ hãi là người thân của tôi sau khi chết đã sanh về đâu, bây giờ đang cảnh giới nào, tổng thể nghiệp của người đó quyết định lấy. Còn các khóa lễ cầu an cầu siêu của chúng ta chỉ hỗ trợ thêm thôi, chứ không thể thay thế được, quyết định được tiến trình tái sanh của người chết. Nghiệp của người đó quyết định lấy. Cho nên á, thay vì là đặt nặng chỉ đơn thuần ở cầu an cầu siêu trong lúc còn sống, chúng ta nên khích lệ người thân của mình là Phật tử từ nhỏ, tu phước báo từ nhỏ, làm các việc đáng làm từ nhỏ, thì trớn lên như vậy đã có mấy chục năm trải nghiệm Phật pháp và gieo trồng phước báo rồi, thì khi chết cộng thêm cái khóa lễ hộ niệm cầu an cầu siêu, thì người đó sẽ có cảnh giới tái sanh nhanh, an lành và đạt được cái nguyện ước mà chúng ta trông đợi. Nhà mời chị áo cam. Thực ra đó, thời này thì chúng ta không cần phải làm những điều đó. Hồi nãy tôi giải thích đó, là nói về cái lý do mà Việt Nam chúng ta thường làm thôi. Nhất là đối với những người bị bệnh sơ gan cổ trướng đó, hay là đường ruột đó, thì cái bệnh nó trương sình lên, cái mùi xú quế nó ra rất là nồng nặc, ảnh hưởng đến sức khỏe của những người còn sống. Thì đang lúc mà chờ giờ tán liệm đến đó, quý vị để nải chuối hoặc là trứng gà nóng với cái chén cơm trắng nóng để dằn trên cái bụng để rút cái mùi độc này. Còn đối với những trường hợp mà bụng của đó không bị trương sình, tức là chết một cách bình thường mà không có mùi xú quế gì hết, quý vị không cần thiết phải đặt nải chuối sứ kế bên hay là trên bụng của người bị chết, vì điều đó là nó dư thừa. Thời hiện đại này đó thì người ta có một số hóa chất, thì trong quá trình chuẩn bị tẩn liệm đó, ngoài cái backup, người ta còn chích phọc môn và một số loại hóa chất khác để làm cho mùi xú quế nó không tỏ ra từ cơ thể. Thì quý vị cũng không cần thiết phải dựng phải đặt chuối sứ rồi trứng gà ở trên bụng của người chết nữa, và hãy xem việc đó là một việc rất là bình thường thôi, không nên đáng để chúng ta bận tâm. Còn nếu mà quý vị không có các phương tiện hiện đại, rồi người chết bị sình bụng lên quý vị đặt á, thì sau khi đặt xong rồi
nhớ là đừng cho con người ăn mà hãy cho các loại gia súc ăn không sao, vì độc tố và được rút từ cái bụng và cơ thể của người chết đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhất định cho những người đang còn sống, thế thôi. Cho nên đó, nó là một cách để quan tâm về môi trường và quan tâm đến sức khỏe của những người xung quanh. Mời câu hỏi kế tiếp ạ. Thank you.
con nghĩ như vậy thì luôn luôn cái lập trường của con, tư tưởng ở trong đời của con từ trước đến giờ con kính thờ tam bảo, thứ là ba ngôi và pháp tăng, thứ hai là con nên được nhân quả, và con chỉ biết sám hối. Và lúc đó con làm cũng không được đâu, con ngồi con bỏ thì con làm hết cuốn lên lương bằng sáu luôn, thì con làm được hết cuốn đó rồi tự nhiên người con khỏe hẳn rồi, và con đi đứng là bình thường như người không có bị hết. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Rồi một tình huống rất là kỳ diệu, hai là bị stroke vì tim, và bốn lần bị mạch máu não mà vẫn sống rất khỏe nhờ niềm tin vào tam bảo. Thì nó cho thấy là cái trị liệu trong cầu an qua việc nghe băng kinh đó, iPad đó, là có tác dụng thật. Và cái niềm tin đó đã giúp cho cô ấy sống khỏe mạnh hơn, và đến độ là làm cho các bác sĩ phải thán phục và ngạc nhiên, xem như là cái chuyện rất là hiếm có ở trong đời. Cho nên thay vì chúng ta chìm vào trong nỗi sợ hãi khi bị bệnh, khi bị già, khi bị chết, chúng ta hãy đặt niềm tin vào Phật pháp, đặt càng sâu nặng chừng nào càng tốt chừng đó, và cứ chấp nhận mọi thứ xảy ra với mình, không có sợ hãi gì, không có liếm tiếc gì hết, thì lúc đó quý vị sẽ dễ dàng được tỉnh lại, sẽ sống lại, sẽ khỏe lại, và sẽ phục hồi nhanh hơn là cái tiến trình phục hồi do tập liệu vật lý mà con người có thể đạt được ở trong đời. Xin một lần nữa hãy dành cho tràng pháo tay. Câu hỏi cuối cùng. Dạ, kính mời chú. Dạ được, dạ được. Tức là con qua đây lâu lắm, nhưng mà cái ý nghĩ và cái thao thức của con còn ở Việt Nam rất nhiều, nhất là cái xã hội Việt Nam giới tuổi trẻ. Thì thường về Việt Nam con mới nhận thấy, chứ nếu không về thấy được, là tuổi trẻ Việt Nam hiện giờ thì uống rượu bia rất nhiều, cả toàn nước không hiểu ai, kể cả con gái 17, 20, 30, 40, con trai cũng vậy, đi cùng học thấy bia rượu thôi. Thì hôm nay từ tòa qua đây con có tâm tư muốn thượng tọa dùng cái giáo lý của Đức Phật thế nào để cùng khắp nước Việt Nam được nhận biết cái tiến trình nhân quả của rượu bia, tác hại của cái thế hệ tương lai của Việt Nam. Con chỉ mong muốn thượng tọa giúp được điều đó, thì cái đó là một phước báo rất lớn. Anh như vậy. Đây là mối quan tâm về thói quen tiêu cực xảy ra ở giới trẻ, giới trung niên Việt Nam, và cũng là mối quan tâm làm thế nào để ứng dụng lời Phật dạy
giảm bớt đi thói quen xấu này. Thì tôi có hai bài giảng. Thứ nhất là vượt qua nghiện ngập, và thứ hai là tác hại của rượu bia. Số lượng người xem clip đó, đó thì cũng được có vài chục ngàn người thôi, chứ không thể là ảnh hưởng đến 93 triệu dân người Việt Nam. Điều rất đáng buồn ngày nay đó là tuổi trẻ Việt Nam mất dần lý tưởng sống, mất dần cái trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân mình và những người thân. Và họ cũng đã ít khi tìm hiểu đến lời Phật dạy. Trong đó đó có điều đạo đức thứ năm là không tiêu thụ ma túy và rượu bia, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và người thân của mình. Dầu là chưa có những cái thống kê cụ thể, nhưng mà tôi đâu biết rằng đó, cái tỷ lệ uống rượu bia ở Việt Nam nó thuộc về hàng top 20 trên thế giới, và có thể là đứng nhất về ở châu Á chứ không phải là ít. Điều đó nó tàn phá nhiều thế hệ Việt Nam, dẫn đến là bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, rồi nhiều cái bất ổn liên hệ đến tương quan giữa mình và những người khác. Vì người nhậu rượu bia rồi đó, mất sự kiểm soát của bản thân, thậm chí có thể giết người, rồi hiếp dâm, ẩu đả, gây sự và tạo ra nhiều rắc rối khác. Mà bình thường á, khi còn khỏe và khi còn tỉnh á, những người đó không hề có các hành động này. Điều này cho thấy rằng là tầm nhìn tuệ giác của Đức Phật là đi trước thời đại rất là xa. Mặc dầu rượu bia không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội lỗi, người uống rượu bia mất sự kiểm soát tâm, dẫn đến có các hành động không thích hợp về phương diện xã hội, luật pháp và đạo đức. Cho nên Đức Phật mới kêu gọi tất cả những người tu học Phật á, phải từ bỏ các loại độc tố, trong đó ma túy đứng đầu, kế đến là rượu bia. Sở dĩ mà giới trẻ Việt Nam trở nên thực dụng hơn trong hưởng thụ rượu bia, theo tôi nó có một phần của chương trình giáo dục tại Việt Nam. Trong nhiều thập niên qua đó, giáo dục Việt Nam đã bỏ đi môn đạo đức học và kỹ năng sống, vốn là hai môn học mà tôi nghĩ rằng đó, nó giúp rất tốt cho giới trẻ đó có được một cái tương lai sống thích hợp. Bỏ môn đạo đức học á, người ta trở nên thiển cận hơn, nguy hại hơn, và tội nạn, tệ nạn á ở Việt Nam nó đã được là trẻ hóa, trở nên rất là dữ dằn, hung bạo, ác độc, tàn nhẫn. Những cái giết người chỉ vì vài trăm ngàn đồng, vài cái câu huýt sáo, vài cái động tác là khiêu khích thôi, đã làm cho đối phương đó cảm thấy không chịu đựng được, phải ra tay giết trước cái kẻ gây sự này. Mà lẽ ra đó là những cái chuyện rất đơn giản, không có đáng gì để mà chúng ta phải bận tâm, huống hồ là phải giết chóc dân. Đó là do vì đó là sinh viên, học sinh Việt Nam đã không được huấn luyện đạo đức như là đạo đức Phật giáo. Giáo dục Việt Nam cần phải bổ sung môn đạo đức học vào trong các cấp học. Hiện nay thì khoảng hơn một thập niên trở lại đây, chúng ta có môn giáo dục công dân. Giáo dục công dân thì dạy quá nhiều lĩnh vực, nào là luật pháp, môi trường, giao tế, ứng xử, nó quá rộng đi, chứ nó không tập trung vào là môn đạo đức, rồi cái kỹ năng sống. Chính vì thế khi lớn lên, cộng với cái học thuyết vô thần, chết là dấu chấm cuối cùng, không có kiếp sau, nhiều người từ thực dụng này nó đi đến thực dụng khác, từ cái thói quen nghiện ngập này dẫn đến thói quen nghiện ngập khác. Vì kiếp sống chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi ở cõi đời này thôi, cho nên cái gì mà người ta có thể hưởng thụ được, người ta sẽ đi đến sự hưởng thụ đó và đánh mất tương lai của mình. Cho nên đó, ngoài cái việc giáo dục đạo đức, chúng ta phải mạnh dạn khẳng định triết lý tái sinh là có thật của đạo Phật, để cho giới trẻ Việt Nam không nghĩ rằng chết là hết. Vì người xấu kẻ tốt chết đều có cái kết cục giống như nhau, thì giả gì người ta phải đi làm tốt, còn cái tương lai của tốt và xấu là khác nhau.
với những cái quả báo mà mỗi người tự tạo phải chịu lấy, thì lúc đó người ta sợ. Sợ thì phải ráng làm tốt cho mình, và sợ cho nên phải làm tốt cho con cháu, chứ không để cho con cháu mình đó phải bị quả lấy. Dầu môn đạo đức học và triết lý Phật giáo không được đưa vào các trường lớp, tôi tin rằng là các tăng ni qua kinh sách phổ biến ebook và sách nói, cũng như là các băng giảng rộng rãi trên mạng, thì những người hữu duyên nào nghe được những bài giảng đó sẽ có thể nghĩ lại rằng cuộc đời của tôi trở nên ba chìm bảy nổi tóc lên đên kể từ khi bị cái cơn bệnh ma men không chế và chi phối, thì may ra người đó là thức tỉnh để cứu cuộc đời của mình và những người thân của mình. Còn là Phật tử, quý vị nên nhắc nhở con cháu đừng bao giờ cưới cậu nào không phải là Phật tử lại còn cái bệnh nghiện ngập nữa, vì cái tương lai của vợ con đó là rất bấp bênh bởi những người nghiện ngập đó. Thì cái người nhậu nhiều quá đó, cái thần kinh đó, nó bị trục trặc, thậm chí là hơi bị tâm thần, họ không đủ sáng suốt để mà có thể tự lo và giúp cho bản thân mình, lấy đâu đủ sáng suốt để giúp và lo cho người khác. Tôi gặp rất nhiều người nghiện rượu nặng đó, đã bị tâm thần và nướng hết tất cả những tiền bạc mà họ có được vào trong những cái canh rượu thôi. San Francisco có khoảng 30.000 người homeless. New York có khoảng 100.000 người homeless. Và cách đây vài hôm đó, tôi thăm viếng San Francisco. Tôi đi ngang cái khu mà có rất nhiều người vô gia cư, mà phần lớn là người da màu, một thiểu số là người da trắng. Chúng tôi đã đi ngang qua cơ thể của họ và nghe cái mùi rượu tỏa ra từ họ. Như vậy đó, ngoài cái sự thất bại, cái tinh thần đó là yếu đuối, bạc nhược và cái lối sống dị hợm, thì phần lớn những người homeless tại Hoa Kỳ đó đều có vấn đề về tâm thần ở mức độ nhẹ hoặc mức độ nặng. Mà nguyên nhân dẫn đến đó là gì? Do sử dụng các loại ma túy và rượu bia thôi. Cho nên đó, họ đã bị hư cái nhận thức rồi. Cho nên đó, trong một cái thế giới Hoa Kỳ mà ta xem như là mảnh đất nó hứa, có nhiều cái quyền, có nhiều lệ lạc, có nhiều cái an sinh xã hội, ấy thế mà họ là những người sống ở cái tầng đáy thấp nhất của đất nước. Mà không phải là do nhà nước muốn như thế, mà là do về cái nghiệp riêng bởi nghiện ngập rượu và ma túy đã làm cho cuộc đời của họ trở nên nông nổi như thế. Cho nên á, thế giới này á, tôi nghĩ rằng là đến lúc nào đó phải nghiêm cấm việc bán rượu, nghiêm cấm việc sản xuất rượu, và không cần thiết phải thâu là thế từ cái việc sản xuất và bán rượu này, và phạt thật là nặng cho bất kỳ ai sản xuất và bán rượu. Chứ hiện nay đó là thì cái doanh thu của nhà nước từ việc đóng thuế ở các cái hãng bia rượu này rất là cao. Nhiều nhà nước người ta nhắm mắt làm ngơ cái tác hại của rượu bia đối với sức khỏe của con người. Người ta chỉ miễn là thâu được cái đóng thuế thôi, lợi bất cập hại. Đang khi chế độ an sinh xã hội của các quốc gia tiên tiến bỏ ra là hàng tỷ Mỹ kim hàng năm để chăm sóc sức khỏe cho người thân, cho người dân, nhưng đồng thời lại cho người dân tiêu thụ các độc tố vào cơ thể, cái đó là mâu thuẫn về chính sách. Có thể vì dân chủ, vì nhân quyền, vì luật pháp tự do, người ta chưa có thể cấm sản xuất rượu và bia, nhưng đến lúc nào đó, khi trình độ dân trí của quả địa cầu này ngày càng cao, thì đến lúc nào đó không chỉ nước Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới này tuyệt nhiên cấm sản xuất buôn bán rượu bia, cũng giống như là sản xuất và buôn bán tiêu thụ ma túy vậy. Đến lúc đó thì quả mai cái hiểm họa mà con người gọi là nướng cơ thể và tiền bạc sức khỏe của mình vào rượu bia đó mới có thể giảm được. Còn người tu học Phật chúng ta phải thấy tác hại của nó, cho nên dầu không bị cấm về luật pháp, chúng ta cũng tình nguyện không vướng dính vào để giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và cho những người thân.
pháp hội.